Thông tin nổi bật nào được các trang báo đăng tải trong sáng hôm nay? Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua. Đầu tiên là thông tin trên báo VnExpress.net. Thưa quý vị, Bộ Y tế đánh giá các dịch bệnh đang được kiểm soát suốt kỳ nghỉ Tết, không ghi nhận ổ COVID-19 lớn trong cộng đồng, không có trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Theo báo VnExpress.net đăng tin, trong những ngày nghỉ Tết, Bộ Y tế ghi nhận 66 ca COVID-19 tại 20 tỉnh thành, không có ca tử vong. Như vậy, diễn biến này tích cực hơn so với dự báo, đồng thời các bệnh khác cũng có dấu hiệu tăng cao trong những ngày Tết. Tuy vậy, Bộ Y tế vẫn khuyến cáo tiếp tục phòng dịch khi học sinh đến trường, người lớn làm việc trở lại và dịp lễ hội đầu năm tụ tập đông người. Các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu để phát hiện trường hợp nghi hoặc mắc COVID-19, giải trình tự gen virus phát hiện biến chủng mới. Theo nguồn tin của báo Dân Trí, trong 7 ngày nghỉ Tết, Công an cả nước điều tra khám phá 173 vụ, bắt 258 người phạm tội về trật tự xã hội, bắt 129 nghi phạm về ma túy, 2.231 người liên quan đến cờ bạc. Ngoài ra, thì Công an phát hiện bắt giữ 491 vụ, 537 người vi phạm về pháo, thu giữ gần 1.000 ký pháo các loại, bắt giữ 16 vụ, 29 trường hợp tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Báo Dân Trí cho biết, trên lĩnh vực giao thông, trung bình mỗi ngày, lực lượng cảnh sát giao thông xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm. Qua đó, tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm về số vụ, số người chết so với dịp Tết Nguyên đán 2022. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, khẳng định: người dân khắp mọi miền Tổ quốc đã đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, an toàn, lành mạnh. Người dân rất đồng tình, ủng hộ cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi sử dụng rượu bia, điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Báo Tuổi Trẻ đăng một thông tin rất đáng quan tâm liên quan đến lĩnh vực y tế. Đó là Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA đã rút lại giấy phép sử dụng khẩn cấp đối với thuốc Evusel AZNL, hỗn hợp kháng thể chống COVID-19 của hãng dược AstraZeneca. Hiện Việt Nam tạm dừng sử dụng Evusel để tiếp tục theo dõi, đảm bảo an toàn hiệu quả. Liên quan đến thuốc Evusel, lãnh đạo Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế cho biết đã nhận được thông tin từ Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA và có văn bản yêu cầu AstraZeneca báo cáo về dòng thuốc Evusel. Báo Tuổi Trẻ cho biết Cục Quản lý Dược sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên tục từ phía FDA. Dự kiến nhà sản xuất thuốc Evusel sẽ gửi báo cáo vào đầu tuần tới. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin hiện giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại tiếp tục ổn định. Vietcombank niêm yết giá đô la Mỹ mua ở mức 23.250 đồng Việt Nam 1 đô la Mỹ, bán ra 23.620 đồng. Eximbank mua ở mức 23.300 đồng Việt Nam 1 đô la Mỹ, bán với giá 23.570 đồng Việt Nam 1 đô la Mỹ, tăng 80 đồng ở chiều mua nhưng giảm 70 đồng ở chiều bán ra so với phiên gần nhất. Trên thị trường tự do thì giá đô la Mỹ tiếp tục giảm, giao dịch phổ biến với mức là 23.480 đồng trên 1 đô la Mỹ ở chiều mua vào và 23.550 đồng trên 1 đô la Mỹ ở chiều bán, giảm khoảng 20 đồng so với trước Tết. Theo tìm hiểu của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, tính từ đầu tháng 1 đến nay, giá đô la Mỹ chợ đen giảm khoảng 250 đồng và thấp hơn nhiều so với giá bán tại các ngân hàng. Tính tại thời điểm cuối tháng 12 năm ngoái thì tỷ giá chợ đen đô la Mỹ trên đồng Việt Nam chỉ tăng nhẹ 0,34% so với cùng kỳ năm trước lên 23.775 đồng Việt Nam 1 đô la Mỹ. Như vậy thì những ai đang nắm giữ đô la Mỹ trong vòng 1 năm qua thì giờ đây tài khoản đang trong trạng thái bị âm nặng.